trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời là mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ tôi học trò. Tâm tình thương hay ngó, trường tàn về chung phố những lúc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dòng vang GD Gutin KM9FX. Như trước đây tầm 3 năm về trước thì quý vị và các bạn không lạ gì với dòng vang KM5FX. Và sau một thời gian vắng bóng trên thị trường, và bây giờ thì hãng tiếp tục cho ra dòng vang KM9FX. Về cái nội thất bên trong thì nó không khác gì với cái đời KM5FX. Tất cả các linh kiện và nguồn của nó thì sử dụng hai nguồn, và IC thì IC bản quyền. IC bản quyền có nghĩa là IC được xóa cái thông số ở trên IC. Tức là nhà máy người ta đưa ra một cái bản quyền, người ta xóa cái thông số này đi. Như cái dòng KM5FX ngày xưa thì chúng ta đã biết là cái dòng hàng hãng của nó là IC đã bị xóa cái thông số. Nếu như IC này nó bị hỏng thì chúng ta cũng không biết tìm một con IC nó lắp vào đây. Đây là cái bản quyền của nhà máy người ta sản xuất như vậy. Và đây là cái linh kiện bên trong của nó. Thùng của cái dòng đắt tiền thì nó làm không có cầu kỳ, nó chủ yếu là chú trọng về cái chất lượng của cái máy. Đây là cái vỏ của nó bằng giấy thô. Quý vị và các bạn nhìn tất cả cái hàng đắt tiền thì cái vỏ thùng của nó không có gì là đồ sộ, không màu mè, bao gồm táp lô và dây nguồn. Cái thùng của nó rất là đơn giản. Và đây là cái máy của nó. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái máy của nó, và sau đấy sẽ tiếp âm thanh cho quý vị và các bạn. Về cái chức năng của dòng vang này thì nó có một cổng ra súp, súp out, và hai cổng in, in 1 và in 2, tức là tín hiệu đầu vào là tín hiệu cấp bằng đường AV, và một đường cấp bằng cổng quang, quang học kỹ thuật số. Và đây là cổng súp, súp out, tức là dùng để ngắt tần số súp. Đối với dòng vang cơ này thì nó ngắt tần số súp khá là tốt, nó gần tương đương với dòng vang số. Các cái cổng ra thì nó bao gồm ra hai canon. Đây là đầu ra, ra hai canon và ra hai AV. Và đường bát out, tức là đường ra loa súp, thì nó gồm có chỉnh tần số súp và to nhỏ của súp. Cái dòng này thì nó ngắt cốt khá là sâu, nó ngắt cốt gần bằng vang số. Còn các cái dòng vang rẻ tiền thì nó ngắt cốt không hết được lời, nhưng dòng này nó ngắt hết lời, nó chỉ kiếm vang số mấy phần trăm. Và đây là cái nốt chỉnh phụ to nhỏ, tức là khi mình vặn ngược lại thì nó to, vặn tín lên thì nó nhỏ hơn. Cái này có đằng trước có một cái khóa chỉnh phụ và đằng sau có chỉnh phụ. Hai cái nốt này thì cái nốt bên này là chỉnh to nhỏ mic. Xin lỗi quý vị, to nhỏ nhạc khi chúng ta cắm đường ao là ra cái rắc này. Còn nút bên này là to nhỏ mic khi chúng ta cắm đường ao vào hai cái đường này. Còn đây là đường ao canon. Ở phía bên này là nốt FB, tức là nốt chống hú, khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ chống hú. Và đây là cổng mic 1, mic 2, mic 3. Cổng này là cổng ao center. Ao center thì nó ra bằng đường 6 ly. Chúng ta dùng đường 6 ly. Nó có chỉnh bát của center, chép của center và volume của center. Tín hiệu đầu vào thì nó có cổng quang và Bluetooth. Cái dòng này nó không có USB, nó có cổng quang và Bluetooth. Và tín hiệu đầu vào AUX, nó có in, in 1 và in 2. Và khu vực phía trước,
khu vực phía trước thì ở đây nó có 8 chế độ hát khác nhau. Nhưng thường thường thì chúng ta dùng ở chế độ số 5, tức là chế độ echo cộng reverb. Còn nếu như người ở khu vực phía nam người ta hay hát reverb thì người ta ấn vào chế độ số 4 thì hát ở chế độ reverb. Delay, effect, reverb, cái này là tùy theo cái vùng miền và cái sở thích của mỗi người hát thì chúng ta chỉnh ở đây. Đây là nốt liver, effect, tức là to nhỏ. Đây mic 1, chỉnh to nhỏ mic 1. Nút này là chỉnh to nhỏ mic 2 và 3. Đây là cổng cắm mic 1, đây là cổng cắm mic 2. Nốt dig center, nốt này thì nó liên quan đến cái vấn đề nhại. Chúng ta vặn to nhỏ khác nhau thì nó nhại khác nhau. Cái khu vực ở bên này là chỉnh về hệ thống mic, bass của mic, min của mic, chép của mic, chép bách liên quan đến mic. Còn khu vực phía bên này tức là ghi là music EQ, có nghĩa là chỉnh theo cái hệ số nhạc, bass của nhạc, min của nhạc, chép của nhạc. Cái nút này có biểu tượng cái khóa, tức là cái này là khóa chống cháy. Khi chúng ta khóa cái nút này lại thì cho dù chúng ta vặn music lever, tức là lever thì nó cái là lên đời, nó có nghĩa là music vặn to nhỏ ở đây, volume. Cái này thì nó ghi tiếng Anh, nó ghi mỗi một loại nó ghi khác nhau. Như các cái dòng khác thì nó ghi là music volume. Cái này nó ghi là music lever. Và đây nó ghi là mic lever, có nghĩa là volume của mic. Và bên này là music lever, có nghĩa là volume của nhạc. Và đây là cái chọn tín hiệu đầu vào, AUX1 hoặc AUX2. Khi chúng ta ở AUX1 thì chúng ta nhả cái nút này ra, AUX2 thì ấn nó vào theo cái ký hiệu này. Về cái tổng thể con vang này thì nó giống con vang KM5FX ngày xưa. Nhưng bây giờ nó lên đời thì nó ghi là KM9FX. Về cái linh kiện của nó thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì thay đổi. Cái con KM5FX ngày xưa thì giá của nó là 3,2 triệu. Và hiện tại tôi đang nhập về sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá là 2,8 triệu. Và tôi sẽ ghép cùng với chiếc âm ly 506, sẽ tiếp qua cho quý vị và các bạn nghe một đoạn karaoke. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phai vào sương gió, nhỏ gợi nhớ tôi học trò, tâm tình thương hay ngó. Trường tan về chung phố nhưng lúc còn chiều đổ mưa. Từ
nhỏ nuôi nâng cả một đời. Mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào vui. Nhân tiện đây là tôi quay chiếc 506 để cho vị khách đang cần xem cái hình ảnh để chốt về cái mặt trước của nó. Và mặt sau của chiếc 506 này khá là đẹp. Con này sản xuất năm 1999, hàng bãi của Hàn Quốc. Về cái tổng thể của nó rất là đẹp. Đây là phía sau. Phía sau tôi đang kết nối từ con vang GD Gutin KM9FX. Tôi nối sang con này và nối một cặp loa BMB 450C để chốc tịch tiếp con vang này cho quý vị và các bạn nghe. Và tiếc luôn chiếc âm ly cho vị khách. Đây là tổng thể chiếc âm ly 506. Con này chạy sò Toshiba có giá 22.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Hàng đẹp long lanh. Chiếc âm ly này là vừa về. Chiếc âm ly hôm trước thì quý vị và các bạn không gọi điện, bên cửa hàng của tôi đã bán. Chiếc âm ly này mới về thì có một bác khách người Nghệ An và một bác khách người Sài Gòn đang đợi xem video. Xin lưu ý với quý vị và các bạn là quý vị và các bạn cọc tiền thì bên cửa hàng với chốt hàng. Còn nếu như chưa cọc tiền, chỉ là nối suông thì không có chốt hàng. Nên quý vị và các bạn thông cảm. Nếu chúng ta chỉ nối suông không cọc tiền thì nếu có khách thì bên cửa hàng vẫn bán đi bình thường. Trừ khi quý vị và các bạn cọc tiền, bên cửa hàng đã chốt sổ và hứa với quý vị và các bạn thì không bán. Còn nếu chúng ta thì chốt miệng, không cọc tiền thì bên cửa hàng vẫn bán bình thường. Không có giữ lời hứa khi chưa cọc tiền. Nên quý vị và các bạn đừng có trách cửa hàng là khi chúng ta hứa nhưng chúng ta không cọc tiền thì bên cửa hàng vẫn bán đi bình thường. Cái dòng hàng bãi này do nó chạy một thời gian nó khá là lâu nên các cái quân tụ dập xung này nó bị khô. Nếu con nào nó bị khô khi chúng ta tắt bật loa nó kêu tiếng bụp thì bên cửa hàng của tôi kiểm tra trước khi bán sẽ gắn thêm cho quý vị và các bạn một con tụ này vào, thì khi chúng ta tắt bật công tắc nó sẽ không có tiếng kêu ra loa. Hoặc là quý vị và các bạn đang dùng âm ly, nếu như chúng ta nó tắt bật nó nghe tiếng bụp ra loa thì chúng ta mang ra thợ, nhờ thợ người ta hàn cho một con tụ dập xung vào đây thì nó sẽ hết kêu. Cái này nó chỉ liên quan đến cái công tắc, nó không liên quan gì đến cái kết cấu chất âm của âm ly. Cho nên nhiều người nhìn thấy cái công tắc này, cái thì có cái tụ, cái thì không. Cái lý do nó là như vậy. Cái này nó, con tụ nguyên bản của nó rất bé. Nó lâu ngày nó bị khô dầu và nó kém chất lượng. Khi chúng ta tắt mở loa nó kêu đến bụp một cái thì chúng ta mang là thợ ở hàn cho cái con tụ dập xung mới vào. Cái linh kiện này để chúng ta thay thoải mái, chứ nó không như cái linh kiện của ở trong âm ly này, chúng ta thay thì nó ảnh hưởng chất âm. Còn cái này nó chỉ có tác dụng là triệt tiêu cái điện thừa, cho nên là cái tụ nào lắp vào cũng được. Không phải cái tụ nào lắp vào cũng được mà cái tụ dập xung nào lắp vào cũng được. Chứ không phải là chúng ta bất kỳ chúng ta nhặt một cái tụ bất kỳ chúng ta lắp vào thì nó không đúng. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Vision Audio làm tiếp theo. Một lần nữa Vision Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Vision Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.